Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi câu cho xong mấy cái Red Orb Shark nha các bạn. Đó, để chúng ta có thể chuyển Crowden qua cái dạng Primal luôn nha. Cũng như là mình sẽ đến đây và chờ coi thử cái chuông của Hu-O nó có rung lên hay không. À, và cái con Kyurem này á, mình đã học các cái chiêu chuẩn cho nó rồi nè các bạn ơi. Đó, Dragon Bunch mình đã học Scary Face. Đó, cái chiêu này nó rất là quan trọng luôn nha các bạn. Và một cái chiêu nữa đó chính là Glacier. Đó, nói chung là mình phải học hai cái chiêu này để mà cái con Kyurem của mình á, khi mà kết hợp nó sẽ biến đổi các cái chiêu đó các bạn ơi. Rồi, và đây là chiêu của Zekrom nè. Đó, có được Fusion Bow rồi đó các bạn ơi. Còn chiêu của Resurrem thì không có gì đáng nói cả. Sẵn tiện thì mình sẽ tiến hành kết hợp trước đi. Ok, đầu tiên thì sẽ kết hợp Kyurem với lại Resurrem nha các bạn ơi. Đây, cho nó biến hình thành quái Kyurem nha. Rất là ngon lành luôn các bạn ơi. Cái con này á thì các bạn đã thấy ở những cái tập trước rồi nè. Và đây, mình sẽ cho các bạn coi kỹ năng của nó nha. Kỹ năng của quái Kyurem. Đây, nó đã thay đổi rồi nha các bạn. Nó đã học được Fusion Flare. Đó, chiêu này là thay từ Scary Face đó. Cũng như là Ibn. Cái chiêu bỏng băng. Đó, chiêu này là thay từ Glacier đó các bạn ơi. Nên nhớ là phải học hai cái chiêu này cho Kyurem của các bạn nha. Rồi, nó quá là ngon lành luôn các bạn à. Giờ thì mình có thể biến đổi chiêu cho em Kyurem được rồi đó. Rồi, để mình tách nó ra coi. Quá là xịn luôn đó các bạn ơi. Để mình thử đánh cái con Numo này. Coi thử nó có hiệu ứng chiêu gì không. Đầu tiên là sử dụng chiêu bỏng băng trước đi. Ai bên? Mày nè con, cái thi triển hơi bị lâu một xíu các bạn ơi. Trời đất ơi, mình thấy nó lâu lâu. Rồi, đó là cái chiêu bỏng băng. Nó cũng không có cái hiệu ứng skill gì đặc biệt cả. Rồi, tách ra và chúng ta sẽ tiến hành kết hợp Black Kyurem nha các bạn. Đó, Black Kyurem. Wow, con này thì nhìn nó lù đù hơn nè các bạn ơi. Và chúng ta có thể thấy được nó đã có được Fusion Pool cũng như là Reshock nha. Đó, rất là ngon lành luôn các bạn ơi. Quá là xịn luôn. May là mình đã tiến hành nghiên cứu tìm tòi đó mới biết được những cái chiêu này đó, cũng như là một vài bạn á cũng comment cho mình biết nữa. Nói chung rất rất là xịn luôn. Ồ, và cái con này á thì nó sẽ được tăng attack nè các bạn, cũng như là tăng defense nha. Đó, Black Kyurem sẽ được tăng attack cũng như là tăng defense. Còn về cái phần White Kyurem thì sao? Chúng ta sẽ thử kết hợp để cho các bạn cùng so sánh luôn nha. Đó, về White Kyurem thì chúng ta sẽ được tăng Special Attack cũng như là Special Defense các bạn. Đó, rất là hay luôn. Rồi, bên kia có một cái con boss kìa các bạn ơi. Trapping. Thì cái con Kyurem này mình cũng có cộng điểm cho nó là như thế này. Đó, Speed 252, Attack 126 và Special Attack là 132 nha các bạn. Đó, nó thiên về Special Attack hơn một xíu. Rồi, để mình qua mình sợ cái con Trapping bên đây cái đã. Đây, mày loay hay cái gì? Mình sẽ xài thử cái chiêu này nha các bạn ơi. Ok, ngẫm của tỏi nó rồi đó. Rồi, sẵn tiện chắc mình cũng sẽ đi câu luôn đi. Hiện tại mình đã có được 7 cái Red Shark luôn nè. Ráng câu thêm 3 cái nữa để mà tạo luôn cái Red Orb nha các bạn ơi. Đây, qua bên đây và câu tiếp thôi các bạn à. Hên xui. Ô, bên đây có một con gì nè. Đây là Heliolith nè. Ôi, rất là lạ ha. Đó, khá là nhiều em Pokemon lạ bắt đầu xuất hiện rồi đó. Bây giờ mình sẽ đứng đây và câu thôi các bạn ơi. Hy vọng là sẽ được thêm mấy cái Red Orb. Ôi, ra con mã cargo. Vãi chưởng ạ. Ôi, đây là Trapping nè các bạn. Dứt nó luôn. À, mình xài Lazy hình như không có gây sát thương được cho cái con này. Vậy mình sẽ xài Ice Wind thử. Cũng không được luôn. Chắc mình sẽ xài Dragon Ball đó các bạn. Đó, Dragon Ball thì lại được nha. Ngon lành rồi đó. Mình sẽ tiếp tục câu nữa nha. Rồi, tiếp tục câu coi. Coi thử nó có rớt thêm mấy cái Red Shark hay không. Ôi, nãy giờ thì mình đang đánh cái con boss Garchomp nè các bạn ơi. Đây là boss Legendary luôn đó. Mình sẽ xài cái tuyệt kỹ Z thử. Đó, nó được nửa cây máu của con Garchomp này rồi.
Con này thì mình không có thể ru ngủ được các bạn à. Đất bull một phát nè. Ui nó cũng rất là trâu luôn. Ui trâu vãi chưởng á. Để mình chuyển qua cái con Cobalion. Xài Flash Cannon này thử đi ha. Ui nó cấu được hơn nửa cây máu của Cobalion mình rồi. Làm một phát nữa nè. Ui không có trụ được rồi các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua Melmetal để mà giết nó luôn nha. Melmetal của mình rất là trâu nha các bạn. Đó. Ui và con này thì nó không có cho cái gì đặc biệt cả. Trời ơi boss legendary mà dở quá à. Ôi còn 11 phút nữa sẽ có một cái em legendary xuất hiện đó các bạn ơi. Rồi để mình tiếp tục câu nữa thôi nha. Câu thử coi được cái gì nữa nào. Ui khá là lâu hen. Ui có một dấu chấm than thôi. Con này là con Chocot các bạn ơi. Cái con rùa núi lửa. Ui phía bên này còn 2 phút nữa thôi sẽ có một cái em legendary xuất hiện đó các bạn ơi. Đó qua đây có một cái con chó sói nè. Dứt nó luôn. Rồi ngẫm cửa tởi một em rồi đó. Mình sẽ tiếp tục đứng đây và chờ nha. Hy vọng cái con Azil sẽ xuất hiện đó các bạn ơi. Mình đang cố gắng để mà cho nó xuất hiện đó. Phải tới cái vùng rừng rậm và gần mấy cái hồ nước đó các bạn thì nó mới có cơ hội xuất hiện lận. Đây Azil nè. Một phút nữa thôi. Để coi nó có chịu xuất hiện hay không. Ui con này shiny nhìn đẹp vãi chưởng các bạn ha. Ui mình còn hết. Ui đây rồi. Và legendary xuất hiện lần này đó chính là Virizon các bạn ơi. Không phải là Azil rồi. Ui vãi chưởng hả. Con Virizon này thì mình đã bắt nó ở bên thế giới Ultra rồi nè. Trời đất ơi. Thôi kệ mình cũng sẽ bay lên. Coi thử con Virizon này nó có bự hay không nha. Hy vọng là một con to. Ui cái con này tí hon các bạn ơi. Trời ơi con tí hon này thì xuất hiện làm cái gì chứ hả. Virizon của tôi cấp 100 rồi nè. Thôi để mình tiễn nó lên đường luôn nha các bạn. Ngon lành canh đào rồi đó. Nó cho mình khá là nhiều emerald cũng như là mấy cái lóc cỏ đó. Bây giờ chắc mình sẽ quay trở lại với cái hồ và tiến hành câu tiếp thôi. Cái chuông của Ho-Oh nó vẫn chưa rung nè. Cái Li Bell này coi bộ rung rất là lâu luôn các bạn ơi. À có thêm một cái con boss Gachom nữa kìa các bạn. Để mình câu xong cái đợt này đi rồi mình sẽ đi đánh nó nha. Makagu. Ngậm củ tỏi Makagu nè. Rồi để mình đi qua đây mình xử cái em Gachom này luôn. À lần này là boss rare thôi. Boss hiếm các bạn ơi. Không phải là boss huyền thoại. Xử nó luôn nha các bạn ạ. À. Black Hole nè. Ồ nó có cái chiêu hố đen hả các bạn ha. Rất là hay luôn. Để mình xài một lần nữa đi. Dark Bull. Ui vẫn chưa chết nó. À ngậm luôn cái em Dark Ride của mình rồi. Không sao. Cho Cobalion ra con hết nha. Mày nè ngậm củ tỏi luôn. Ồ nó cho mình một cái viên kẹo nè. Rất là ngon luôn các bạn ạ. À. Để mình coi thử. Mình sẽ cho cái con nào lên cấp đây. Cho Reshiram đi ha. Reshiram nó mới lên level đó các bạn à. Rồi đạt được cấp 91 rồi đó. Sẵn tiện chắc mình sẽ đi qua cái chỗ khác để mình câu luôn đi. Đây mình đã chuyển qua cái chỗ khác để mà câu rồi các bạn ơi. Ừ lại có một cái con boss khác nữa nè. Lần này là cái con Zamat các bạn à. Để mình coi thử coi. Con Zamat. Con này thì thường nó rất là tí hon luôn. Để mình coi boss của nó có to hơn được miếng nào không. Ui nó vẫn tí hơn các bạn ơi. Vái chướng hả à, nhìn nè. Trời đất ơi. Chút xíu này thì tôi dứt là chết queo luôn đó. Trời con này nó gãi ngứa kêu đem mình các bạn à. Da mát nè. Ui nó lại cho mình thêm một cái viên kẹo nữa. Ngon lành vậy. À lần này để mình coi nên cho con gì lên ta. Cho rồi Serum hay là cho Dark Ride ta. Chắc cho Dark Ride các bạn ơi. Đất rai cấp 96 rồi. Cho nó lên cấp 100 luôn cho lẹ ha. Ngon lanh canh đào. Lại tiếp tục đứng chỗ đây và câu nữa thôi các bạn ơi. Đây là cái địa điểm câu mới của mình đó. Trời ơi câu nãy giờ toàn được cái gì không à. Ui. À có thêm một cái con shiny nè các bạn ơi. Oh Hippopotas. Ngon lanh. Đây là cái con hà mã cát nè các bạn. Hà mã cát cấp 1. Ui, shiny của nó nhìn đẹp vãi chưởng luôn á. Để mình bắt nó luôn nha các bạn ơi.
Whitburn một phát nè. Mấy con cấp thấp như thế này các bạn cứ nhầm Whitburn là xả thôi, nó bắt rất là dễ luôn đó. Đó, một quả thành công luôn, ngon lành canh đào. Ôi xịn sò thiệt sự luôn. Ôi có một cái ông trainer nữa nè, quay cấp 93 các bạn à, chơi giống luôn nha. Cấp 93 hả, dứt luôn. À có con kem rúp nè, con lạc đà núi lửa. Rồi chuyển qua cái con Wizin. Ui con này nó rất là hay phát nổ nha các bạn, các bạn nên cẩn thận đi, nó nổ một phát là Pokemon của các bạn ngẫm cứu tở luôn đó. À hai con Wizin luôn, hôm nay kiếm chi mà nhiều con Wizin dữ vậy. Ủa cái gì đây, Chameleon. Wow lâu lắm rồi mới gặp lại con đó đó các bạn ơi, ngon lành. Mình lại trở về cái địa điểm câu cũ rồi nè các bạn ơi. Câu bên kia nó cũng như vậy à, sao nó xui thì nó xui thôi rồi luôn. Ui đây rồi, và cuối cùng mình cũng đã được một cái red set rồi nè các bạn à. Đó đây là cái red set thứ 8 của mình nha, mình chỉ còn hai cái nữa thôi là sẽ đủ được một cái viên red orb rồi đó. Wow cuối cùng cũng câu lên được đó các bạn ơi, tao nói nó lâu vãi chưởng luôn đó. Ồ lại gặp cái con Makago này nữa. Makago này mình có thể dùng clay CA của Kyurem để mà dứt đó. Bên đây có một em kem rúp nè, dứt nó luôn nha anh em. À mới là kem rúp rare thôi, kem rúp hiếm thôi à. Ui cấu máu của mình cũng đau vãi chưởng đó, mình sẽ xài đắc bull một phát nha các bạn, chết queo luôn. À nó cho mình một cái ability capsule nè. Ui lại thêm một cái con shiny nữa, sao giờ này shiny xuất hiện nhiều vãi chưởng ạ. Đây là shiny dust trio nha các bạn, đây nè. Ôi nhìn nó đẹp ha. Dạo giờ mình gặp rất là nhiều shiny luôn các bạn ơi, tao nói nó xịn thiệt sự luôn. Và một quả whisper là thành công luôn rồi, mình học được outred nè các bạn. Outred này thì rất là mạnh luôn, mình có thể thay Dragon Bulls được nè. Outred này thì sử dụng physical, đó, tấn công vật lý đó các bạn. Dragon Bull thì sử dụng special đó, tấn công đặc biệt đó. Ôi, bên đây có một con Numo nè, sẵn tiền thì mình qua mình xử nó luôn nha. Boss đâu xuất hiện quá chừng à, đứng câu một chỗ thôi mà. Đây, Numo, cấp 104. Nó cao hơn cái con Pokemon của mình 5 cấp đó. Mình có con gì cấp 99 đó các bạn ơi. Rồi để mình xử xong con Numo cái đã. Mày nè Numo. Ờ nó lại cho mình thêm một cái viên Ray Candy nữa nè. Thôi sẵn tiện mình sẽ cho Darkrai cấp 99 lên luôn 100 luôn các bạn. 99 rồi nè. Cho nó lên 100 luôn đi. Đó. Rồi và nó đã bự lên một xíu rồi đó. Ngon lành. Darkrai full. Full level các bạn ơi. Cũng như là full những cái điểm EV và các cái chiêu cũng đã chuẩn rồi đó. Mình sẽ cất Darkrai vô nha. Bây giờ kiếm cái em gì ra ta? Saimin đi. Saimin của mình cấp 70 nè. Đó, lấy Saimin là được rồi. Ôi nó có một cái Lumberry các bạn ơi. Lumberry. Thôi, quay lại câu tiếp thôi. Hay ra cái con này. Cứ phá tôi không à. Ui lại là boss nữa các bạn. Mình đang đứng coi thử cái chuông nó có chịu rung hay không nè. Trời ơi ở đây nó cũng mấy ngày trong Minecraft rồi đó, nhưng mà chuông nó vẫn chưa chịu rung các bạn ơi. Lâu vãi chưởng luôn đó. Để mình xử cái con Garchomp này trước nha. Ui cái gì mà trâu quá vậy. Mày nè. Cái con Memetan của mình á, nó rất là trâu luôn nha các bạn. Con này có thể trụ được 3-4 đòn nữa đó. Trời ơi, bao mạnh luôn các bạn ơi. Không sao. Một hit nữa nè. Ui, Garchomp nó cũng trâu không kém luôn. Rồi, ngậm câu tỏi cái em Memetan của anh rồi. Để mình chuyển qua cái con khác đi. Cobalion. Glow Comeback mày nè. Ngậm câu tỏi liền. Ui, nó cho mình một cái Iceum Z các bạn ơi. Đá Z hệ băng. Đó, cũng được. Bên đây lại thêm một cái ông trainer cấp 73 nữa nè. Ngon lạnh. Sẵn dịp thì chúng ta nên đánh trainer để mà có thêm tiền đó các bạn, cũng như là luyện cấp cho Pokemon nữa. Rất là đã luôn. Ui cái hiệu ứng chiêu Icy Wind đó nhìn rất là đẹp ha. Chiêu gió lạnh đó các bạn ơi. Hấp dẫn hấp dẫn.
Ui, meta này cũng trâu quá ha. Ngẫm cử tới luôn, này thì trâu với tôi. Mình học được Thunder nè. Mình sẽ thay cái chiêu Slash này nha. Học Thunder, thay Slash này đi. Ngon lành liền. Wow. Nhắc mới nhớ là Z-Dragon nó chưa có cái chiêu chuẩn đó các bạn ơi. Tokot nè. Nãy giờ toàn gặp mấy con này hoài à. Ráng câu một miếng nữa coi. Coi được cái gì không nào. Ráng hai miếng Red Set nữa các bạn ơi. Trời ơi, được một cái round game. Toàn câu ra mấy cái này không các bạn ơi. Mấy cái game á, với lại những cái Firestone hay là Firestone Shark á, mình câu ra rất là nhiều luôn đó. Rồi, để coi lần này câu được cái gì không nè. Ui, đây rồi. Và đây chính là cái miếng Red Shark thứ 9 của mình nha. Mình chỉ còn thiếu một miếng nữa thôi là mình có thể tạo được một cái Red Orc rồi đó các bạn ơi. Rồi, cố gắng câu một xíu nữa coi. Hy vọng có được một miếng Red Orc nha. Cố gắng câu một xíu nữa coi. Có được cái gì không nè. Ui, hai miếng Red Shark liên tục luôn các bạn ơi. Ui, tao nói nó đỏ vãi chưởng hả. Ui, mình vừa câu trúng cái miếng thứ 9 á, thì bây giờ nó có được cái miếng thứ 10 luôn nên nè. Ui, ngon lành canh đào. Sẵn tiện thì mình sẽ đi qua mình đấu với cái ông trainer này trước đi nha. Trainer cấp 83 nè. Kiếm miếng tiền cũng như là luyện cấp cho Pokemon luôn đó. Vulpix nè, 1 em. Flareon, 2 em. Growlithe, ôi chị, ông chỉ có được 3 em thôi bạn ơi. Để mình đi qua bên này, mình tiến hành lấy Groudon ra cái đã. Groudon của tôi để đâu rồi? Mình cất luôn cái con Shaymin vô trước nha. Lấy Groudon ra nè. Đó, Groudon cấp 100 luôn rồi các bạn ơi. Đó, mình sẽ đặt 10 cái Red Shark ở đây trước nha. Đó, đặt từng cái các bạn ơi. Đặt xuống đất nha. Nhớ là phải đủ 10 miếng thì nó mới tạo được một cái Red Orc lẫn đó. Rồi, và hai miếng cuối cùng nữa thôi. Và ta la, ui nó phát sáng các bạn. Rồi chúng ta có thể đập ra được rồi đó. Đó, và nó sẽ tạo cho mình một cái Red Orc nha. Với cái Red Orc này thì mình có thể đeo cho Groudon nè. Để mà chuyển nó về cái dạng nguyên thủy đó các bạn ơi. Rimal Groudon. Đây nè. Đó, mình sẽ chuyển nó luôn về cái dạng nguyên thủy nha. Ui, nó phát sáng kìa anh em ơi. Nhìn đã thiệt sự luôn. Ui, dung nham chảy khắp cơ thể luôn nè. Và đây chính là Rimal Groudon đó các bạn ơi. Đó, các em Groudon nguyên thủy luôn nè. Nhìn xịn xò vậy cả chưởng hả. Ngon lành canh đào. Em này thì vì kích thước nó hơi nhỏ các bạn, nên là nhìn nó cũng không có được uy nghi cho lắm. Ui, nhìn nó gồng lên kìa các bạn. Nhìn đã chứ kìa. Em Groudon nguyên thủy. Trời ơi, sau bao nhiêu khó khăn để mà đi câu mấy cái Red Shark á, thì cuối cùng mình cũng đã có được nó rồi đó. Thì khi mà đeo Red Orc cho Groudon, chỉ cần cho nó vào trận chiến thôi thì nó sẽ biến thành cái dạng nguyên thủy luôn nha các bạn. Đó, như các bạn thấy nè, rất là đơn giản luôn. Eruption nè các bạn. Ngon lành. Một em liền. Ồ, rất là đơn giản nha. Mình sẽ thử với một em nữa nha. Đó, nó sẽ tự về cái dạng nguyên thủy thôi. Còn ở ngoài thì các bạn phải tiến hành cho nó tiến hóa Mega ở ngoài thôi. Ồ, các bạn có thể nhìn nè, dung nham chảy khắp cơ thể luôn. Trời ơi, nhìn đã thiệt sự luôn các bạn ơi. Đúng là Groudon nguyên thủy. Bao nhiêu khó khăn thì mới có được nó đó. Đấy, cho nó lại một lần nữa các bạn ơi. Ôi, cái con xương rồng này nó tính kiếm chuyện với mình đó các bạn. Đây, em Groudon nguyên thủy. Chạy qua đây coi. Đi đâu tùm lum vậy? Tính đi đâu tùm lum vậy? Nhìn phê chưa? Nhìn đã chưa? Ui, nhìn nó gồng lên kìa bạn. Cái bụng này nó hơi bị đen nha. Đây là mấy cái đá dung nham nè. Nó khắp cái bụng nó luôn. Ngon lành liền. Ôi, mình lấy cái Red Orc ra thì nó vẫn giữ cái hình dạng đó thôi. Nhưng mà khi thu hồi thì nó sẽ bị mất đó các bạn. Nó cái hình dạng đó đó. Hiện tại thì còn một phút nữa thì sẽ có cơ hội xuất hiện em Dynasty cũng như là Registeel nha các bạn. Cái cơ hội xuất hiện Registeel nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó. Và mình đang ở tại cái vùng Extreme Hill. Chính xác là Extreme Hill cộng.
với cái độ sâu là dưới 50 ô nha các bạn. Đó, ở sâu như thế này thì cơ hội xuất hiện em đó mới có là các bạn ơi. Còn bạn mà ở cao hơn cái độ cao 50 ô á thì không có cơ hội đâu. Ui, vào đây rồi nè. Cuối cùng thì cái em Registeel nó cũng đã xuất hiện rồi nè. À, ngon lành liền. Và đây chắc chắn sẽ là cái em Golem đầu tiên của mình đó các bạn ơi. Rồi để chúng ta tắt cái thông báo bot đi. Đây, Registeel các bạn ơi. Nó cách mình có 13 ô thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy con Caesar ra nha các bạn. Đây, Caesar, cho nó ra trận thôi. Đó, cứ mỗi lần thu phục mấy cái em Pokemon xịn sò thì cho Caesar ra nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành dùng cái quả Whipple trước nha. Cái con này thì nó mới cấp 40 thôi. Ui, sao cấp thấp quá vậy? Cấp thấp phải trưởng hả? Và nhìn nó cũng khá là bự đó các bạn. Ui, nhìn xịn sò chứ kìa. Nó boost cái gì đó. Để mình phone whip nó từ từ nha. Chắc phải dùng 3 chiêu phone whip thì cái con này nó mới còn một máu được. Đây, 2 chiêu rồi nè. Rồi phải một chiêu nữa nha các bạn ơi. Bắt em Registeel. Cuối cùng thì nó cũng chịu xuất hiện rồi. Đó, cũng có thêm một cái em Pokemon mới nữa rồi nè. Xài thêm cái quả Dust Ball đi. Đó. Tại vì mình đang ở rất là sâu ở dưới lòng đất luôn, nơi mà ánh sáng mặt trời á, nó không có chiếu xuống được, nên là mình có thể dùng Dust Ball thoải mái nha các bạn. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công hay không là tùy vào nhân phẩm của mỗi người thôi. Rồi, hai quả mà nó vẫn chưa được rồi nè. Chắc mình sẽ thử đâu đó tầm 5 quả thử coi. Rồi, để coi nó bút cái gì đó liên tục à. Rồi, thêm hai quả nữa chứ các bạn. Cạnh nó có con Gastly nữa nè. Rồi, nó kêu sùm với chưởng hả. Dustburn tiếp tục nè. Ngon lành cành đào. Trời, nó vẫn không thành công nữa bạn ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua cái quả Tamuon quá. Thử trước 3 quả Tamuon đi. Nếu mà không được mình sẽ chuyển qua những cái quả Bon khác nha. Đó, như là Heavy Bon chẳng hạn. Tại vì cái con này hình như nó cũng khá là nặng đó. Thuộc cái dạng Pokemon hạng nặng đó các bạn ơi. Nhưng mà không có xi nhê các bạn à. Rồi, Tamuon vẫn chưa được. Ôi, lần này chắc chúng ta sẽ đi qua cái quả Heavy Bon vậy. Heavy Bon nè. Trời đất ơi, bắt nó cũng khó vả chữ ngang. Ui, Heavy Bon vẫn không được các bạn ơi. Để mình thử hai quả nữa coi. Không được thì mình sẽ quay trở lại với lại Tamuon thôi nha. Ui, quả thứ hai vẫn chưa được. Và để mình thử luôn cái quả thứ ba coi. Trời, bắt khó vả chữ anh em à. Mới cấp 40 thôi á. Rồi, và lần này yes, chúng ta đã bắt được cái em Registeel rồi nè. Và đạt được cái thành tựu Steel. Ôi, hay vậy. Ngon lành liền. Thôi, để mình đi về thôi các bạn ơi. Đó, quá là đủ rồi nè. Chúng ta sẽ đi qua cái chuông của Ho-Oh coi. Chuông thì nó vẫn chưa rung. Nhưng mà không sao, mình đã có được một cái em Pokemon mới rồi nè. Ngon lành. Đây, đây là cái con đầu tiên trong cái bộ ba Golem của mình. Đó, Registeel, Registeye, Registeel và Registeel nữa các bạn. Ngon vãi chưởng. Đây, Crowding để mà tắt mưa cái đã. Trời ơi, trời, nó âm mưu vãi chưởng à. Mình sẽ có cái con Cobalion này vô. Rồi lấy Registeel ra nha các bạn. Registeel, đây rồi nè. Ui, ngon lành vãi. Bộ cái hiệu phát coi. Đó, nó spawn tại vùng Extreme Hill cộng đó các bạn. Nhưng mà phải ở dưới lòng đất nha. Cái độ sâu là phải dưới 50 đó. Các bạn nhớ nha. Để mình kiểm tra coi cái thành tựu Steel ở đâu rồi. Thành tựu Steel. À, đây rồi các bạn ơi. À, chúng ta có khá là nhiều thành tựu đây nè. Thành tựu khi mà bắt Raiden, Kyogre các kiểu đều có ở đây hết. Ui, hay vậy. Và đây, thành tựu Steel. Chúng ta có thể có được khi mà bắt Registeel nha các bạn. Chúng ta còn có khá là nhiều cái thành tựu khác nữa nè. Ui, khá là hay ha. Và cũng khá là ngon lành đó. Để mình coi thử coi Bismarck còn thành tựu nào nữa không ta. À đây, thành tựu đánh bại
1.000 Pokemon mình đã đạt được rồi nè. Wow, kinh vậy. Đánh bại 5.000 Pokemon thì mình chưa đánh được, cũng như là 50.000 con thì mình cũng chưa đánh được luôn. Ui, thành tựu căng quá trưởng. Để mình coi Registeel một lần nữa nha các bạn. Nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Extreme Hill. Tất cả cái vùng Extreme Hill, thời gian là hoàng hôn và bình minh, với cái độ sâu là dưới 50 nha. Tôi nghĩ các bạn nên cho nó dưới 40 đi cho chắc. Đó. Wow, nhìn nó có mấy cái chấm nè. 7 chấm các bạn ơi. Wow, hấp dẫn. Xém lên được 9 chấm rồi đó. Ôi, trên tay nó cũng là những cái cọng dây điện đó các bạn ơi. Đây, đại chính là Registeel nè. Được tạo ra từ rất là nhiều cái loại kim loại khác nhau. Và người ta vẫn chưa biết nó ăn cái gì luôn. Nó ăn cái gì vẫn là cái câu hỏi lớn cho cái nhà khoa học đó. Con này rất là đã các bạn ơi. Trừ Special Attack nhưng mà cộng Special Defense, nói chung cũng được. À, cũng hay. Ui, mình có thể cởi được nó luôn nè. Ui, nhìn bựa vãi chưởng à. Cái con này nó có chút xíu à, nhưng mà mình cởi được các bạn à. Ui, cũng khá là xịn đó. Ôi, nhưng mà đi hơi chậm ha, tại vì nó là người khổng lồ mà. Người khổng lồ đâu không thấy mà thấy nó cổng mình nhìn bựa với chưởng à. Hiện tại mình đã có được 785 em Pokemon rồi nè. Ui, ngon lành vãi. Và đạt được 97% Pokédex. Đó, chúng ta chỉ còn 3% nữa thôi là mình sẽ được full nha các bạn ơi. Cái em Registeel của mình đâu rồi? Nằm đâu rồi ta? Đây các bạn ơi. Đó, em đó đây. Ui, nó cũng khá là nặng đó các bạn. Bên đây có được mấy ông trainer nè, nhưng mà sao cấp thấp quá vậy? Cấp 30 mấy thôi. Chắc là để ngang cấp với lại Registeel đó. Tại vì sẵn tiện mình cũng đi luyện cấp cho Registeel luôn mà. Đây. Trên đây lại thêm một cái ông tiến sĩ nữa. Tiến sĩ cấp 100 các bạn ơi. Wow. Ông này mà đánh thì Pokemon lên cấp rất là đã luôn đó. Ui, cái con Bastiodon này nó trâu quá vậy. Mình xài chiêu hệ rồng, nó không có xi nhê các bạn ơi. Các bạn sẽ xài chiêu hệ khác đi. Xài chiêu hệ lửa đi. Hệ rồng như là gãi ngứa đó vậy. Fusion Flare. Ui, thấy chưa, một khúc máu luôn. Flamethrower. Ui, các bạn thấy không, cái con Reshiram của mình nó bự lên các bạn ơi. Ui, hay vãi chưởng ạ. Một phát hiện động trời. Ôi, bên đây tại thêm một cái ông trainer khác nữa nè. Trainer cấp 63 thôi. Cũng được. Ui, dưới đây trainer quá chừng luôn các bạn ơi. Nói chung là sẵn tiện chúng ta cứ đi luyện cấp thoải mái thôi. Luyện cấp hết các bạn ơi. Chăm chỉ luyện cấp. Đây, ông này tính chạy đi đâu vậy? Trainer này cấp 99 luôn hả? Wow, trainer cấp cao quá vậy. Wow, mắt nét ton nè. Bạn thấy ông Pokemon của mình lên cấp liên tục luôn kìa. Lên cả khúc luôn. Metan nè. Ui, con này khá là trâu các bạn ơi. Nhưng mà nó cấp 100 lận. Chết, queo luôn. Lyrin. Ui, con này mình đánh cũng không si nữa luôn. Trâu kinh khủng luôn đó các bạn. Chết, queo luôn rồi nè. Cuối cùng nó cũng chịu ngậm cửa tởi. Bên đây lại thêm một cái ông trainer khác nè. Trainer cấp 79. Ngậm cửa tởi luôn đi. Mắt nét bay nè. Một khúc luôn. Kling nè. Trời ơi. Nói chung kinh nghiệm cho Reshiram nó vẫn lên được có một xíu thôi bạn ơi. Nó chưa có lên được nhiều cả. Đây, một em nữa nè. Ui, bên này có một con rắn đá khá là to ha. Đây. Còn phía bên này lại có thêm một cái con Aerodactyl nữa các bạn. Mình sẽ thử dùng cái chiêu hệ đất thử coi. Ơi, hình như là không được rồi. Con này nó có mang hệ bay các bạn ơi. Mình xài hệ đất như là châu chấu đá xe vậy đó. Trời ơi, không có xi nhê rồi. Xài thử Solar Beam thử coi. Ui, ngậm cửa tỏi luôn, Raiden nguyên thủy của tôi rồi. Chuyển qua Melmetal chơi nè. Melmetal của mình rất là trâu các bạn ơi. Yên tâm. Ồ, nó cho mình một cái Ultra Necronium Z. Ui, viên đá Z cho Ultra Necroma đó các bạn.
Hay vậy. Rồi, cái meta này đã đạt được cấp 100 rồi, mình sẽ cất nó vô luôn nha. Và lấy cái con khác ra mới được. Lấy con gì nhờ? Lấy con Shaymin ra hả ta? Mấy con này cấp 100 hết rồi nè. Còn con gì không? Có cái con Celestia này thì cấp 68 thôi. Mà không được. Chắc mình sẽ luyện những cái con nào cấp cao hơn một xíu nha. Để mình coi lấy con nào ra coi. Đây, Cobalion. Trời ơi, nãy giờ quên mất bạn ơi. Mém tí là tôi quên luôn rồi. Ui, và cái con Rosirem của mình nó cũng đạt cấp 99 luôn rồi nè. Ui, gần đây có khá là nhiều trainer luôn. Nhưng mà vẫn chưa thấy Murilaner các bạn ơi. Mình đang cố đi tìm ổng á, để mà học các cái chiêu cho Registeel cũng như là Zekrom, nhưng mà chưa thấy. Iron nè. Mình học được Flulea rồi nè. Lửa xanh. Cái chiêu lửa xanh các bạn ơi. Mình sẽ thay Phylax này nha. Ngon lành cành đào liền. Thay Phylax liền các bạn ơi. Ui, quá xịn sò luôn. Rồi, thế là Rosirem của chúng ta ra được cấp 100 rồi các bạn ơi. Quá là ngon lành luôn. Chắc mình sẽ kết hợp nó với lại Kyurem luôn. Đó, để tạo thành White Kyurem luôn, cho đỡ bị tốn cái slot đó các bạn. Magneton nè, mày trâu vậy. Trâu vẫy chữ vậy. Tiếp tục. Ui, không có gây sát thương như nó được rồi. Eruption nó nữa tiếp. Chạy đi đâu con sâu. Iron nè. Ui, nó vẫn còn một máu các bạn ơi. Con này khó chịu vậy. Ngụm củ tỏi liền. Lại một con Iron khác. Ôi, mấy ông này thích sưu tầm Pokemon một loại quá vậy. Crazy by play. Ui, không được rồi các bạn ơi. Chuyển qua cái con Rosirem thử coi. Đó, mình mới học cái chiêu lửa xanh mà. Fusion Flare. Chưa kịp xài lửa xanh nữa thì cái con này nó đã chết queo rồi các bạn ơi. Bên đây lại thêm cái ông trainer khác nè. Ông cảnh sát cấp 62 thôi. Dứt ổng luôn nha các bạn. Trời ơi, ngon lành. Nè, lửa xanh. Ui, chết rồi. Mình đấu với lại cái con bối quanh hệ lửa đó là không có gây sát thương hệ lửa với nó được. Ôi, bên đây lại thêm một ông cảnh sát khác cấp 100 nè. Ui, hao đua. Vẫn là bối quanh hệ lửa các bạn ơi. Khó xài vậy. Để mình kết hợp luôn nha, cho nó tạo thành White Kyurem. Đó, ngon lành. White Kyurem. Ok, chắc cái chiêu rất là chuẩn rồi đó các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn một cái em Pokemon khác ra đi để mà luyện cấp cho nó. Đây em Shaymin nè. Lấy nó lại. Nãy đang luyện cấp cho Shaymin đó các bạn ơi. Ui, cảnh sát cấp 53 hả? Thôi dứt luôn đi. Trời ơi, cái đội cảnh sát này toàn bộ có một cái con Pokemon thôi các bạn à. Ở đây có một cái ông trainer nè, cấp 55 thôi. Flareon. Pokemon hệ lửa các bạn à. Eevee hệ lửa. Ui, hai con Flareon luôn. Kiếm chi mà nhiều vậy. Ui, chưa chết. Trâu đó nha. Trâu đó. Ê da, nó cũng cấu máu của mình rất là đau đó các bạn ơi. Tại vì Kyurem của mình đang mang hệ băng mà. Đây, Charmeleon. Ngẫm cửa tới luôn. Ui, hai con Charmeleon luôn. Ui ui, cái gì mà Pokemon trùng lập nhiều quá vậy. Đây, con Kemrup. Con lạc đà núi lửa. Chắc chuyển qua Groudon đi. Dứt cho nó lẹ các bạn ơi. Rhymo Groudon. Ây da. Mày nè con, ngụm cửu tỏi. Và con cuối cùng, ngụm cửu tỏi theo luôn. Ui, lại theo một cái con boss khác nữa các bạn ơi. Đây là Houndoom Legendary luôn. Wow, đây là boss xịn đó các bạn. Cấp 120 luôn hả? Căng vậy. Dứt mày luôn nè. Ui, nó cho mình một cái Tabunium Z. Đá Z cho Tabu quá các bạn ơi. Chắc cho bốn cái loại Tabu luôn quá. Hay là cho Tabu Coco thôi ta. Rồi, nói chung thì video của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn ơi.
Trước khi chào tạm biệt thì mình sẽ cho Raiden lên cái dạng nguyên thủy nha các bạn ơi. Về lại cái dạng nguyên thủy nha. Nhìn nó đẹp vãi chưởng chưa. Và đây, Registeel có thể cởi được luôn nè. Trời ơi, nhìn bựa vậy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.